Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình là Mãn. Và video này nó chính là chương thứ 6 và cũng là chương cuối cùng và cũng là tập cuối cùng. Đây là hành trình cuối cùng của chúng ta rồi. Ok, chúng ta bắt đầu thôi.我们这是还乡，不是投胎。那老猴子好不好，都在花果山顶上等着呢，不用忙慌。咱们按他吩咐，把五根收归来，只待他拿出第六根，齐了。Rồi vừa mau vào thì động mọi người để ý cho mình cái bàn đá này nha. Tí nữa mọi sao? người có kinh đấu Tôi vân hãy quay lại đây. Và khi mọi người có kinh đấu vân, mọi người quay lại sang đây, thì ngay gốc cây nghiêng này, ở dưới gốc cây nghiêng ấy, thì nó sẽ có một cái rương. Đây là một bộ giáp ẩn. Bộ giáp này có một câu thoại chính là thoát khỏi luân hồi, hóa thân đại thánh. Thì hiện tại thì game chỉ mới có hai cái kết mà thôi. Thì đây sẽ là manh mối để chúng ta dẫn đến cái kết thứ ba. Và hiện tại thì bản thân mình cũng không biết cái kết thứ ba nó sẽ như thế nào. Chỉ biết là nhà phát hành có thông tin là cái kết thứ ba khi khi có cái kết thứ ba ấy, thì dưới phần hội thoại sẽ có một cái dòng chữ màu xanh. Đấy là tất cả những gì mình biết. Và nếu như mọi người chơi New Game Cộng thì sẽ có thể biết đâu mọi người sẽ có thể tìm được cái kết thứ ba. Chúc mọi người may mắn. Ok, chúng ta tiếp tục một hành trình thôi. Khi đi đến đây thì sẽ có rất nhiều thiên binh vạn tướng đến để mà ngăn chặn chúng ta. Thì đây chỉ là những cái khối sắt ở trên thiên đình được đun xuống để mà làm lính mà thôi. Thì bọn này sẽ luân hồi liên tục, kiểu những tên lính thì mình sẽ chết ấy. Và lúc nào cũng kiểu khi mà ngã xuống là tiếp tục đạp lên thiên đình để đúc thành những cái khối sắt như thế này đi xuống làm tay sai cho thiên đình. Và theo như cái cốt truyện trong thư ký thì đây cũng chỉ là bọn yêu quái mà thôi, là bị mặc cái lớp giáp này lên bị khống chế lên. Ok, người cứ đi trên con đường này và thử hết đống lính nông la vậy. Riêng cái thằng này thì nó rất là khó chịu á, nó có cái rất là to, và khi đánh nó thì phải đánh hết cái lớp giáp này thì nó mới gục. Và đó là cái gã lính kiểu phải nói là mạnh mà khó chịu nhất trong những cái tên lính lâu la như thế này. Sau khi hoàn thành xong chấp 5 ấy, thì ở đây sẽ có một bộ giáp mới. Bộ giáp này là bộ giáp sau khi chúng ta đánh bại Hồng Hoài Nhi. Và bộ giáp này là Dạ Xoa Vương. Nó sẽ kết hợp với lại thế đánh trống. Khi đánh trống thì nó sẽ tạo ra một cái dịch lúa ở dưới mặt đất. Ok, mình cần quay về đây để mà nâng tí đồ cái đó.
Ok, tiến về phía trước thì chúng ta sẽ đối đầu với một con boss. Con boss này là Vương Linh Quang. Khi ở chapter 4 nó có xuất hiện ra để mà ngăn cản chúng ta phá lá bùa ấy. Còn lúc này là lúc mà chúng ta sẽ đối đầu thực sự với Vương Linh Quang này. Zao hòa đi là, sẽ theo chuyện luôn. Đầu tiên quan á, mọi người sử dụng pháp bảo nhé, để dành khi mà đã còn 1/3 cây máu nhé. Khi mà 1/3 cây máu đã sẽ bắt đầu sẽ triệu hồi ra một cái dòng lửa xung quanh mình. Lúc đó mọi người chỉ cần dùng cái pháp bảo là quạt ba tiên, sau khi hoàn thành 100 thì mọi người sẽ được quạt ba tiên. Đầu thế nhờ. Ok, giai đoạn đầu thì mọi người cứ xài thoải mái thôi. Còn nhớ quay côn để mà hồi pháp bảo nhé. Để khi mọi người sử dụng quạt hoa tiêu thì nó sẽ phá được cái trận lửa của Vương Linh Quang. Thì tí nữa tới 1/3 máu mình sẽ phá giải cái ma trận. Đơn giản thôi, chỉ cần sử dụng cái pháp bảo là được. Tại vì Vương Linh Quang sẽ bị đóng băng, mà khi dưới 50% máu thì sẽ rất là khó đóng băng Vương Linh Quang. Đó là lý do tại sao mình sử dụng, mình đa sử dụng là cái con đại bàng băng này hơn là con dê băng. Tại vì nó phá luôn cả con dê, con đại bàng của mình ơi. Tại vì con đại bàng băng này nó có lượng nguyên khí thấp ấy. Mình quay cung một tí xíu là nó đã hồi rồi. Còn có con dê băng thì mình xây gần như là gần 2 lần bản thân ấy, thì mới may ra mà hồi. Okay, gỡ vô mát rồi cho nên tập cũng chẳng có gì xì tui. Đóng băng Vương Linh Quang cử giai đoạn về dưới 50 cây máu cũng khá là khó, tại vì nó cứ bay lên trời rồi lại biến ra cái bánh xe này bay tới bay lui, không biết một chỗ để bị đóng băng gì đó. Mấy cái lúc mà kiểu mình quạt gió thì hắn ra lại leo lên trên chiếc xe như thế này, lại thấy lòng vòng cũng lên trời chứ kiểu rất khó chỉ là đóng băng được. Đấy, bây giờ là bắt đầu hắn một phần ba cái máu, bắt đầu hắn vào phay hai, nó sẽ tạo một cái dòng lửa rất là lớn xung quanh chúng ta. Thì chúng ta không làm cách nào để có thể ra ngoài được, chỉ đánh nhau trên đây thôi. Nhưng mà chúng ta cứ dùng quạt ba tiêu là sẽ phá giải được cái trận đồ. Đấy, là thấy là phải giải thành công. Chỉ cần quạt phát thôi là mất cái trận rồi luôn. Từ lúc đó chúng ta sẽ đánh Vương Linh Quang rất dễ dàng hơn. Chóng mặt quá, cứ bay xung xung quanh xung cam nó đã lỏ rồi. Lốc xoáy đi cũng đi. Mình không biết tại sao nhưng mỗi lần mình định thân thì cái lốc xoáy nó không bao giờ. Ôi xin lỗi mọi người nhé.
cái lốc xoáy nó không bao giờ mà kiểu am vào kẻ thù ấy. Cái bàn tay trên đầu Vương Linh Quang là bàn tay của Ngọc Hoàng Đại Đế. Kiểu nhìn thấy Vương Linh Quang như là nhìn thấy cánh tay phải của Ngọc Hoàng vậy. Cho nên là phải chấp hành ngay lập tức. Một người rất có quyền lực trên thiên đình. Và mình vừa bẻ gãy tay của Ngọc Hoàng. Và đây là cái khoảnh khắc mà mình thích nhất ở trong con game này. Đó chính là việc cử kinh đội quân. 想是他在这山间云雾里躲藏了多年，感应到你的武根，记起救主人，恰巧救你一命。他既认得你，倒不如先使唤使唤他。我虽能画风，可驼不动你的肉骨凡胎。天兵天将来了这许多，山里定有大事发生。 Rồi, welcome to Hoa Quả Sơn. Và chúng ta đã cân đấu vân. Ok, mọi người đừng có đi vội xe ngay nhá. Bắt đầu chúng ta dùng cân đấu vân này và bay thẳng xuống dưới. Ngay phía dưới đây sẽ có một con boss. Con boss này sẽ rất khó chịu. Mọi người nên đi ra khỏi cái đám nước này rồi hãy nhảy xuống nha. Đấy, khi mọi người đi xuống dưới hồ nước này sẽ có một cái con sẽ có một cái con yêu quái như thế này, nó xông lên tấn công bất giận nữa. Và mọi người đừng có làm y chang như mình khi nãy, mọi người chỉ cần lộn một cái là né được thôi. Bước xuống dưới nước là tự động lao đầu lên. Con này vẫn bị đóng băng như thường nên là cứ thoải mái nha. Lửa đóng băng nó lại rồi đập thôi. Con này rất sợ băng ấy. Một lần lúc thấy có thể đóng băng nó hai lần cơ. Hay 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 đó. Nó chui xuống dưới cái cùi. Đấy, và khi mà nó yếu máu nó cứ chui xuống nước và nó quẩy đuôi thôi. Thì khi tránh xa ra là được, không có gì cả. Ở kìa. Nghỉ luôn. Yếu với băng, điều dưới 50% máu thì chỉ số băng của nó không bao giờ bị giảm. Rồi dễ đánh như mọi người có đánh băng như thế. Rồi, ok, từ đây mọi người cứ bay thẳng lên trên. Để mình xíu nè. Ok, mình sẽ lấy con này. Tại vì tí nữa mình sẽ phải đánh với lại một con boss đấy. À, bây giờ mọi người cứ bay thẳng lên trên trước đã. Mình sẽ giải thích cái tinh phách đấy sau. Đấy, ngay trong cái đám rừng này nó sẽ có một con boss. Một con boss người đá, nó gọi là đá thống lĩnh. À, bây giờ mọi người cứ bay từ hướng này bay lên và cứ bay thẳng sang đây. Sang đống rừng cây này mọi người chú ý bay cao cao tí cho dễ nhìn. Mọi người nhìn phía dưới, ở dưới sẽ có một cái bãi đất trống. Đây, bãi đất trống này đây. Và ở đó sẽ có một con boss đá thống lĩnh. Và sẽ có bốn con đá thống lĩnh như thế này. Và khi tiêu diệt nó thì mọi người sẽ được chỉ vàng ấy, mình để nâng cấp quần áo, nâng cấp giáp. Con này thì mọi người cứ dùng cái quạt mà đánh thôi. Tại vì nó đánh rất là khó chịu khi mà nó xài độc ấy. Nó đánh ở đâu thì độc cũng sẽ nổ ở đấy, rất là khó chịu luôn. Mọi người cứ cố gắng dùng cái cây quạt tuôn nó vào cây đam nhiều nhất. Và nó sẽ không bị đóng băng đâu, bởi vì nó là đá. Không băng, không độc, không chịu, nó kháng chứng đại họa. Và lý do mà mình cầm cái tinh phách này là bởi vì khi mà mình mang cái tinh phách này vào ấy, mình có thể gây đam thêm một chút nữa. Và cái này nó cũng khá là hay khi mà nó làm mũi kiên. Khi mà mình đi đánh thì mình sẽ tăng chỉ số phòng thủ. Mình có thể sử dụng tinh thách khác được, nhưng mình khá thích tinh thách này tại vì nó khá là hại. Mình không có
cơ hội để mà xài rồi, thì nó mất chi tiêu rồi. Ok, và sau chúng ta sẽ được kế tim kim tuyến. Ok, mình thì thích gọi nó là cuộn chỉ vàng hơn. Còn đây khá là hoa ngữ, nó là tế kim tuyến. Rồi, cứ ở đây thì mọi người cứ bay cao lên nhé. Cái châm ngôn ở đây đó chính là nhìn chỗ nào kiểu trống trống thì mọi người cứ bay thấp xuống để mà xem ở đó có boss hay không. Chỗ nào kiểu như một cái sân đánh boss ấy thì mọi người cứ bay xuống, mọi người tìm hiểu là được. Còn không có thì bay tiếp thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái khu mà bãi đất trống có rất nhiều sấm sét nè. Ở đây sẽ chúng ta sẽ đánh một con boss mà kiểu gọi là boss chính ở trong cái chapter 6 này, mọi người nhất định phải đánh. Sau khi đánh xong thì mọi người sẽ được một bộ giáp. Rồi trước tiên là vào đây thắp hương nghỉ ngơi cái đã. Rồi mình cần phải điều chỉnh lại tinh phách. Ok, cộng một điểm vào đòn chống cho chắc cú. À, cái con boss này là nó rất là khó chịu khi mà nó hay né cái đòn đập của mình ấy, cho nên là mình phải dùng cái đòn chống để xem nó lao tới thì mình đập. Với lại đổi thành cái con đại bàng băng này nữa. Con này cũng khá là sợ băng, vẫn có thể bị đóng băng nó được. Và nghỉ ngơi để hồi lại tinh phách. Ok, let's go. Kim giáp tê. Và điểm yếu duy nhất của nó chính là cái sừng. Thì mọi người sử dụng cái quạt ba tiêu ấy, quạt cho nó bị tuôn, sau đó đứng hô dậy và cố gắng tập trung tập vào cái sừng của nó. Ok, mình tập hụt rồi. Nếu mọi người tập hụt thì phương án kế tiếp đó chính là đóng băng. Rồi mình lại tiếp tục không dậy, lần này nhất định sẽ đập trúng. Đấy, khi một người đập trúng thì cái sừng của nó sẽ vỡ ra. Mọi người lúc này mọi người cứ cố gắng thay côn để hồi sinh khách với lại pháp bảo ra được. Rồi tiếp tục quạt gió đóng băng nó lại. Và khi mà nó hồi sừng, mọi người lại tiếp tục đập vào cái sừng của nó nhé. Bốn người nổ côn, tí nữa sẽ mọc đợi sừng này. Mình chuyển sang cái thế chống gậy đấy cho nó chắc cú. Chỉ khi mà chống gậy thì mọi người dễ canh chỉnh, khi mà đập nó hơn, đập nó sẽ chính xác hơn. Còn khi mọi người dùng cái thế đập bình thường ấy thì tỷ lệ mà nó lùi lại, nó né cái đòn đập mọi người rất là cao. Con này rất là biết, khi mỗi lần mình sử dụng mấy cái đòn mà đập ấy, thế nào nó cũng né cả, nên rất cẩn thận. Đó, chúng ta mình cầm lại để mình để chống lại lên chúng ta dùng cái đòn chống đập cho nó cũng khác. Mọi người dùng cái đòn thường đập thì nó cứ né thôi. Ok, với cái thế này mình cảm giác như là mình không ổn, mình chỉ nó một cầm thôi. Trời, cẩn thận cái đòn sắp xác của nó khá là mạnh, không yếu đâu. Đó, cố gắng nhắm vào sừng hơi rộng, cái đóng băng nó hơi bị bóp đi. Lại đấy. Ủa kìa, hay lắm. Bây giờ không biết được hay không.
là không rồi. Giờ cũng chả đóng băng nữa đâu, bắt đầu nó sẽ di chuyển rất là nhanh. Bây giờ nó bắt đầu nó ủi tới ủi lui, lắp tới để ý không kịp. Sao? Không thể đánh vào cái sừng của nó được, mọi người chỉ có thể gồng đánh vào sừng của nó thôi, giống như chen như mọi người đánh với Hoàng My khi mà Hoàng My mình đồng giới phát hiện. Còn giờ thì mình cứ đánh biến thành con này để mình câu giờ chút xíu để hồi phép bản thân. Chứ mình xài cả ba thứ mà mình cứ một hết rồi. Đập hụt nữa. Hết nói rồi. Hết chiêu luôn. À, đất giới đang tăng rồi. Con này khi mà đánh vào sừng ấy thì nó có thể sẽ dội ngược vũ khí của mọi người ra. Nhưng mà đó là cái khu vực mọi người có thể gây đam cao nhất. Còn khi mọi người đánh vào thân nó thì chả gây đam bao nhiêu đâu. Có thể dùng đòn đập để gây đam to thôi, đánh đồng thời chắc chắn là không thể nào gây đam to được. Bây giờ chỉ còn cách là mình uống hồ lô để mà hộ tháp bảo rồi. Chấm băng khổ một nghe cảm thấy là sao rất là chậm. Xong thì mọi người sẽ được bộ giáp đầu tiên của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngũ Phòng. Và phải nói thật là cái bộ giáp này nó biến thành con tê giác như thế này cũng rất chính xác, bởi vì nó là cái thân bảo vệ phần thân, và con tê giác vừa rồi rất là kiên cường và cứng cáp. <笑>连披挂也化作了山中灵物，还想着杀光天上鹰犬，烧他们下去作陪呢。若不能先一步收了他们，却要被这些废物盗去了。老朱，先去寻寻其他姐姐，你速速跟上。 Rồi ok, mặc cho đẹp thế thôi nhưng mà mình vẫn thay lại bộ cũ ha. Mình thay lại bộ cũ tại vì để nó kích hoạt 4 dòng để lúc mình xây côn nó hồi pháp bảo. Ở đây chúng ta rất cần pháp bảo và đa phần là chúng ta sẽ sử dụng quạt ba tiêu mà thôi. Rồi, từ đoạn này mọi người cứ tiếp tục bay thẳng về cái hướng cái mặt còn cái con cào cào kia, mọi người cứ từ từ nha. Đấy, cứ bay thẳng về hướng trên đây. Hướng trên đây vẫn còn một con đá thống lĩnh nữa. À, cái sân này không phải cái sân này, chỗ cái con cào cào khi nãy nó nhảy đến. À, nó nằm ở ngay cái... đâu rồi nhỉ? Ở chỗ này phải nói thực sự rất là khó nhìn đường, tại vì nó rất là rậm rạp và rừng cây. Đấy, ngay cái khu vực cây đỏ này này thì gần đây nó sẽ là chỗ của con đá thống lĩnh thứ hai. Còn cái thác nước này không phải nhá, nó chỉ là một chỗ của một cái con hà mã thường mà thôi. Gần cái đây đây một cái bãi đất trống đấy, mọi người cứ để ý là cứ bay cao cao thấy có bãi đất trống nào cứ hạ xuống kiểm tra thử là hiểu ngay. Ở đây sẽ có một con đá thống lĩnh nữa. À, bên kia là chỗ chúng ta sẽ đánh cái con boss thứ hai để lấy bộ giáp kế tiếp của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đó chính là cái gân chân. Đây, đá thống lĩnh thứ hai.
tôi nghĩ kỹ là quạt gió thì cho nó bị stun và lao rồi đó. Góc thì càng tốt. Và bây giờ mình sẽ đóng băng cho cá thành hai cái thanh đặc biệt. Cứ định thân và quạt ba tư thôi. Ok, quạt sắp hồi, quạt hồi lại cho tiếp. Cái này chắc là gây chút tí ram thôi. Mà dù sao cũng chưa kể con này sóc đam rất là có chuyện. Rồi, à, thế là xong. Giờ chúng ta sẽ đến cái chỗ những cái đám cây màu đỏ bên kia để có thể đánh con boss chính thứ hai. Con boss sẽ cho chúng ta cái găng chân của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chiếc hài. Đôi hài với đúng chút. Rồi ở đây sẽ có một cái miếu nhỏ. Rồi chúng ta nên chuẩn bị một chút xíu trước khi đánh cái con này. Con này thì nó sẽ không có bị đóng băng được. Tại vì nó sẽ hệ băng và hệ độc. Mình sẽ dùng Định Phong Châu với lại cái con chuột điện này. Định Phong Châu để phá những cái lốc xoáy của nó tạo ra. Còn con chuột điện để mình có thể gây thêm đam. Khi mà cái boss bị dính hiệu ứng điện ấy, thì nó sẽ bị giảm giáp. À, mọi người cũng phải mang thêm một chút xíu thuốc kháng băng với lại thuốc kháng độc nhé. Thuốc kháng độc là để phay 2, còn thuốc kháng băng là để chúng ta đánh phay đầu tiên như thế này. Con này gây hiệu ứng băng liên tục cho nên mọi người cứ uống thuốc kháng băng vào đánh nó để cho dễ thở hơn. Nếu không thì nó sẽ đóng băng mọi người liên tục luôn. Ở đây cảnh rất đẹp. Đây là chỗ phải nói là đẹp nhất từ đầu cháp đến giờ luôn. Mình sẽ cô khi nào mình đủ 4 cắt lúc đó mình mới sẽ nhỏ. Sử dụng Định Phong Châu đấy, khi mà dùng Định Phong Châu như thế này thì không bị ảnh hưởng để lốc xoáy cho nó tạo ra. Nếu mọi người không dùng thì nó sẽ khỏi bay mọi người đi, nó sẽ tạo ra rất nhiều lốc xoáy. Và mọi người sử dụng Định Phong Châu thì không có cái lốc xoáy nào mà kiểu có thể phiền mọi người như vậy. Và Định Phong Châu sẽ cao tơ cứng với con boss này cho đến khi hết. Dễ hơn rất nhiều, chỉ gây độc liên tục thôi. Mọi người nhớ uống thuốc kháng độc để mà đánh. Rồi,
theo đánh giá của mình thì phase đầu tiên ấy, thì đó sẽ là cái giai đoạn khó nhất. Về sau thì có các giới đánh chung nữa. Về giai đoạn đầu thì mọi người uống thuốc kháng độc vào mình đánh như bình thường thôi. Chúng ta có bát giới đánh chung nên là không cần phải gọi là khó khó hoặc lo lắng. Mọi người có thể bỏ đi để cho bát giới một người solo mà nó lâu lâu chứ. Really?爸爸爸，有你们猴子在，老朱次次都是空忙。甚至日后平步青云了，可别忘了携带叔叔。别说你那祖宗，好事不曾想过我，脏活累活全拿我顶缸。此处了账，暂时别处看看。 Chúng ta đã có đôi hài của Tôn Ngộ Không và mình lại tiếp tục thay lại bộ cũ để có thể kích hoạt được 4 dòng như thế này. Ok, đi tiếp thôi. Rồi, mình sẽ thay con tinh phách này một chút và nghỉ ngơi để hồi lại con tinh phách này. Rồi bây giờ chúng ta tiến tới khu bãi đất trống ở đây. Ở đây sẽ chúng ta sẽ đối đầu với con ếch thứ 6, con ếch cuối cùng trong những con ếch mà chúng ta đã từng đánh. Thì cái con này đó chính là cái con nồng nọc cuối cùng, con hoàn thiện cái chuỗi đánh 6 con. Khi đánh xong con này thì mọi người có thể nâng cấp tinh phách của con S lên tối đa. Nó sẽ là con tinh phách phần thoại đồng duy nhất, nó là duy nhất trong tất cả những cái con tinh phách mọi người có thể nâng cấp. À, con này không có bị đóng băng nha mọi người, nên là có xài băng. Con này chỉ yếu quạt ba tiêu thôi. Con này nó sẽ có dạng gọi là dạng hóa đá. Khi mọi người sử dụng quạt ba tiêu thì mọi người sẽ phá ngay cái lớp hóa đá. Thường ở đây sẽ có rất nhiều thiên binh dạng tướng đến đây đánh chúng ta thì chúng ta đánh mà chả hiểu sao lần này chả thấy ai. Đấy, khi mà nó ở dạng đá thì mọi người chỉ có thể hô gậy đánh nó thôi nha, chứ không đánh kiểu thường rồi mọi người sẽ bị văng. Đấy, khi mà đập hai lần nó sẽ trở về bình thường. Đấy, về cái chiên này nhiều khi mà nó đánh vào chiên nó sẽ bị thua khác cái trò này. Yeah, còn cái đòn mạnh quá thì chắc chắn là vỡ chiên. Thank you.
pháp bảo chưa hồi thì mình đặt cái tìm chỗ nào nó thắng thắng để mà cuốn hồ lô để mà hồi pháp bảo. Ok, pháp bảo đã hồi, sử dụng quả ta tiêu. Wow, bọn này nó mạnh, độ đánh một đòn thì đã bể cái kim rồi. Đấy, rất khó chịu, mọi người thấy chứ một quả ta tiêu, cái đại đại nó hóa đá ngay tức. Không thôi, nó cứ nhảy liên tục mà nó đập đá vậy. Thế là xong. À, rất đơn giản khi đánh con này khi chúng ta có quạt ba tiêu. Và bộ đồ mình đang mặc á, sẽ giúp cho mọi người qua được cái khu đánh boss này nhanh hơn. Khi mà chúng ta sẽ sử dụng được pháp bảo liên tục ấy. Và pháp bảo tinh phách liên tục thì cái lối build này đi từ đầu map đến cuối map thì lúc nào cũng mạnh cả. Nhưng mà chi tiết là ở chapter 3, sau khi hoàn thành chapter 3 chúng ta mới có bộ giáp mà mình đang mặc mà thôi. Ok, ở phía ở bên đây còn một bãi đất trống nữa, thì ở đây sẽ là con đá thống lĩnh thứ ba. Dạ bắt đầu người cố gắng để cho nó kiểu đánh con người trước một đòn là hãy định thân nhé, nếu không thì có phép định thân nó sẽ bị lỗi. Rồi. Cái đòn trong khi rất là mạnh, nó giống như là một đòn đặt rồi ba tách vậy, nhưng mà sát thương không bằng thôi, nó sẽ khiến cho boss bị chao đảo. Đối với những con boss như thế này thì làm cho nó chao đảo là một cái gọi là rất cần thiết. Rồi, bạn ba tiêu rồi thì chúng ta lao vào đánh. À, mọi người nên uống kháng độc để mà đánh con này dễ thở hơn, mình thì hết rồi. À, thế là xong. Con này thì cũng không đến nỗi gọi là quá khó đâu, nó thực sự thuộc dạng là boss đơn giản luôn. Rồi, ở đây thì mọi người cứ bay thật cao lên để mà quan sát cho nó dễ. À, từ cái phần này chúng ta coi như là đã xong. Bây giờ mình sẽ quay về cái chỗ mà gốc cây. À, ở đây sẽ có con gì ta gọi là thạch tử. Mọi người cứ bay thẳng tới cái gốc cây màu vàng kia nhé. Cái gốc cây này phải nói là cái gốc cây nổi bật nhất trong những cái cây ở đây, ở ngay đây. Ở đó sẽ có một cái miếng nhỏ, mọi người ở đến đó nghỉ ngơi và chúng ta chuẩn bị đi lấy cái nón của Tôn Ngộ Không. Và mình cần chuẩn bị một chút xíu đồ cái. Cái mũ, cái nón, cái diễn đường. Rồi, chúng ta cần trang bị giúp mình là cái áo cà sa kháng lửa này nhé. Rồi, sau khi nghỉ ngơi thì mọi người bay ngược lại và đi thẳng về phía đằng sau gốc cây khi nãy. Ở đây tí nữa con dế khi nãy, con cào cào hay con dế khi nãy nó sẽ nhảy xuống ngay đây. Đấy, nó vừa đúng lúc nhảy xuống luôn á. Mọi người chỉ cần bay đến thôi. Và nếu không kịp ấy, thì mọi người sẽ thấy chỗ mà nó nhảy rất là gần ở đây. Lúc này mọi người cố gắng giữ e giúp mình nhé. Giữ cái nút mà mọi người vừa bấm là bám vào ấy, cứ giữ đừng có buông ra. Thì giai đoạn này nó sẽ cố gắng test thể lực của mọi người. Thể lực càng cao càng tốt nhé. Khi nhảy một đoạn thì nó đã test thể lực mình xong. Bây giờ chúng ta mặc áo cà sa vào để kháng lửa, sau đó là tiếp tục bám vào tiếp. Lúc này nếu mọi người không mặc áo cà sa vào ấy, mọi người sẽ bị thiêu đốt đến chết. Cho nên là mọi người phải mặc áo cà sa vào kháng lửa 100% nên chúng ta không thể bị đốt được nữa. Lúc này thì chúng ta sẽ được cái mũ của Tôn Ngộ Không. Ok,
cái nón giáp. Thế là chúng ta đã có được 3 món. Ok, chúng ta đi tiếp thôi. Rồi, chúng ta cần quay lại cái chỗ gốc cây vàng khi nãy. Để mình đổi lại cái đã. Dùng quạt ba tiêu. Rồi. Ở gần cái gốc cây này nó sẽ có một con đá thống lĩnh nữa. Là con đá thống lĩnh thứ tư. Ngay cái ngọn núi ở đây, đúng rồi, bay cao lên là mọi người có thể nhìn thấy được nó. Nó là một cái cục đá, phải nói cục đá nhỏ xíu, có cái cây nhỏ ở trên đầu đó. Rồi, con đá thống lĩnh thứ tư. Ok, phải cho một cục đá. Chật vật nếu mọi người không có cái quạt ba tiêu. Rồi, uống hồ lô để hồi lại pháp bảo thôi. Đây là cái lối build phải nói là rất chi là mất cân bằng. Mọi người đánh chứ không thể hồi pháp bảo thì mình phải uống hồ lô, uống rượu để có thể hồi lại nguyên khí, hồi lại pháp bảo. Phải nói chúng ta có thể sử dụng pháp bảo liên tục. Kỳ quá. Không muốn khi tách rồi thì gặp thôi. Ok. Đá. Từ nãy đến giờ cứ ngớ ngớ ngáo ngáo thế nào ấy nhỉ. Mất tiêu đây. Đánh thật. Xong. Rồi, bây giờ chúng ta quay về cái gốc cây vàng khi nãy. Gốc cây lá vàng nè. Và sau khi mọi người lấy đầy đủ 3 món bộ giáp của Tôn Ngộ Không thì bắt đầu cái cây này nó sẽ có đơm đốm ấy. Thì ở đây thì mọi người có thể lấy được cái găng tay, món cuối cùng. Con boss này thì nó sẽ yếu với băng. Mọi người cứ cầm theo con chim băng này với lại quạt ba tiêu mà đánh nhé. Đấy, thì mọi người có được 3 món, mọi người quay lại cái chỗ gốc cây này sẽ có một đoạn cutscene. Đoạn cutscene thì khá là hài. Lúc trước khi chúng ta xem Tây Du Ký thì
thì hay có cái trò chui vào bụng kẻ thù để mà quấy rối, để mà làm cho kẻ thù xin hàng. Thì đây là cái cảnh tượng được game khắc họa lại là khi mà chui vào trong bụng thì nó sẽ khổ sở như thế nào. Xâm lược của vũ tạng để chư bát giới, và chúng ta sẽ vừa được đánh boss vừa được nghe chư bát giới than khóc. Rồi khó với băng hơn, tại vì nó thuộc băng cái kháng băng, nhưng mà không sao cả, chúng ta sẽ có quà ba tiên. Đánh phay đầu tiên, sau khi đánh bại được 1/3 cái máu của nó thì bắt đầu nó sẽ sang phay 2. Sang phase 2 này cực kỳ gọi là khó chịu khi mà nó khả năng sốc đam mọi người trong một combo. Mọi người nên cẩn thận thay phiên nhau với quạt ba tiêu với lại con chim bắn băng khi nãy. Mọi người có thể sử dụng con dơi nhưng mà dưới 40% máu bắt đầu nó có chỉ số kháng băng rất là cao ấy. Cho nên lúc mà đó mọi người sử dụng dơi thì nó sẽ không còn bị đóng băng ngay lập tức nữa. Cho nên sử dụng con đại bàng này sẽ giúp mọi người hồi nguyên khí nhanh hơn và xài được nhiều lần hơn. Bất cẩn quá mà đã xài chip. Ở đây rất nhiều góc hẹp cho nên là dễ bị tấn công. Người đừng để cho nó múa nhé, con này múa là mọi người dễ khúc lắm ấy. Nó sẽ thương rất là to ấy. Nếu mọi người cảm giác như là thôi là biết né quá thì hóa thành một đá này. Thì khi đánh một đá thì mình có thể giả đam để nó đánh thoải mái, khỏi cần phải né làm gì vậy, cục đá là lợi hại. Đây là xong rất đơn giản với đóng băng với lại quạt ba tiêu và người đá. Kẻ thù nào mà thích đánh liên tục thì chúng ta cứ cần một người đá nó ra mà khắc chế.老小侄救命了，老朱吃素，想必里面也不甚阿杂。哎，你莫嫌，你莫嫌，好在你把这东西取回来，不算太亏。现在师兄的金甲都攒齐了，该去那水帘洞里坐坐来。你随我来。
sau khi mình chuẩn bị xong thì ở đoạn này vẫn còn một con boss nữa. Con này đó chính là một con yêu quái hà mã, và nó rất khó chịu khi mà nó có cái trò chui từ dưới nước lên cứ liên tục như vậy. Thì mọi người cứ dùng pháp bảo chính là quạt ba tiêu, vẫn là quạt ba tiêu. Khi mọi người có cái quạt ba tiêu trong tay rồi thì với bộ đồ này cũng lại đối chơi như thế này thì không có ông boss nào mà có thể gặp khó khăn được. Mọi người thấy cái quạt ba tiêu nó sẽ ngã rồi, và nó to cho nên là nó dễ bị đóng băng. Một lần quạt nó sẽ đóng băng hai lần nữa. Chạy ra xa khi mà mình dùng 4 điểm đặc cô. Nó hay tạo ra phía dưới chúng ta bị dùng chậm cái kiểu nữa. Chui xuống nước nó làm trò khó chịu. Thì mọi người chỉ cần đơn giản là chạy đồng vòng thôi, cái đường đứng yên nó khó chịu lắm ấy. Cái quạt gió bắt đầu bị lỗi rồi. Còn quạt ba tiêu còn thấp bình thân nữa là thoải mái. Kìa, nó đang ngã. Mình cố gắng xô cô để mà họ phát tấm băng nó lại tăng lên một chút khác. Sao mọi người đứng gần cái lốc xoáy ấy, nó vừa chui lên là dính lốc xoáy ngay luôn á. Đó là cái cách là khi mà mọi người sử dụng lốc xoáy để đánh cái này cao cơ đó, khi mọi người chui xuống dưới mọi người cứ đứng ngay cái lốc xoáy, thế nào nó sẽ chui lên ngay cái chỗ mà mọi người đứng, và nó vừa ló cái đầu lên là nó ăn ngay lốc xoáy. Rồi ở phần dưới đây coi như là mình hoàn thành xong hết rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến đến chỗ cái con thạch tử, cái con người đá, và nó ngồi ở trên quách, nó cứ vỗ tay. À, ở đây thì vẫn còn có mấy con hà mã con, nếu mọi người thích thì mình có thể đánh cũng được. Nó sẽ có tỷ lệ rớt ra mấy cái dùng để nâng cấp đơn luôn mọi người, nhưng mà đánh nó khá là cực, tại vì khi mà nó phải đối đầu với đúng như trời luôn, cho nên là mình cũng chẳng khi nào đánh. À, nó cũng có điểm lại rất đồ ấy, khi nó rất đồ chúng ta lại kiểu bị thiên minh dạng tướng làm phiền. Cho nên nếu mọi người thích thì cứ đánh nha, còn nếu không thích thì nếu mọi người khi giết xong mấy anh thiên thì vẫn còn mấy anh cung, mấy anh cung thì thi nhau mà bắn. Bởi vậy khi quay côn không bị tu như thế. Chúng ta quay lại cái miếu nhỏ này để mà nghỉ ngơi hồi lại các kiểu, và sau đó chúng ta sẽ lên đánh thạch tử. Mình cần sắp xếp lại tinh phách tí.
À, đánh thạch tử cũng không có bị đóng băng ấy, cho nên mình sẽ xài con khiên này để mà khi mà bị đánh mình được tăng thêm tí hồn thủ. Mọi người có thể sử dụng rất nhiều tinh phách khác nhau chứ không phải là dùng con tinh phách vừa rồi mình dùng. À, mình dùng con tinh phách vừa rồi tại vì nó có cái chiêu dẫn khiên rất là chi là vui ấy, cho nên là mình xài thôi. Thôi thì mọi người có thể sử dụng thiền sư lang thang trọng phòng thủ và khi mà dập đầu đam cũng rất là to, có một lối build về thiền sư lang thang đó nữa. Với cái tỷ lệ một dập đầu là chết luôn con boss đấy, mà đó là kiểu one shot khi mọi người chơi ở new game cộng. Và đây là thạch tử, thạch tử thì vẫn còn bé nhưng mà được mẹ là mẫu cho nguồn năng lượng mạnh với cha và thạch phụ chúng ta đã thấy ở chapter 5 rồi. Lúc này là lúc đó là thạch phụ đang ôm xác người phụ nữ để nhờ thiết kiến công chúa hồi sinh người người cô gái đấy lên, mà thạch mẫu thì ở nhà mong vợ chồng phải kêu thạch tử là cái con ta đang đánh này nè đi tìm cha. Nó còn quá bé cho nên là nó còn không có biết cái gì, và lúc mà nó ngồi ở trên vách đá này là nó vỗ tay, thì nó vỗ tay với con dế thì nó nhảy tới nhà tôi lúc mà chúng ta lấy được cái nón giáp của Tề Thiên Đại Thánh trong Ngũ Không. Ok, sau khi mà chúng ta chọn đại như thế thì chạy ra được lòng chúng ta. Cứ gây đam nhiều nhất có thể, nó sử dụng pháp bảo để mà ép vào góc. Thạch tử thì không phải là một con boss khó hay gì cả, nhưng mà với cái lượng đam sóc đam nó gây đam với một con boss cho nên là mình để nó sóc đam cứ dồn vào góc gió đánh đấy, mình cứ dồn là cứ bám theo đánh. Ký rồi thì xem New Game Cộng thì mình mong mọi người đừng đánh thạch tử tại vì rất là tội nghiệp gia đình người đá này. Cái này nè đấy, cái đòn điện này mọi người nên tránh xa ra nhé, cái việc xét rất là đau ấy, nếu mọi người yếu giáp thì giật phát chết đi. Mà sau đòn này thì giống kiểu là hết năng lượng rồi nên là thạch tử đã khuỵu xuống để chúng ta đánh vào cái phần đá trên đầu. Ok, và thế là xong. Rồi, sau khi xong rồi ấy thì từ những cái chapter khác thì chúng ta đã thu thập được bốn con mắt của Phật, bốn con mắt đá. Sau khi có bốn con mắt đá rồi thì mọi người đi vang theo con đường đằng sau lưng của thạch tử thì nó sẽ có một con đường ở bên phải này đấy, mọi người đi vào trong đây nó sẽ có một con boss ẩn, một con ngọn núi khổng lồ, một con boss. Và sau khi đánh con boss xong thì mọi người sẽ được con mắt thứ năm. Mọi người dùng cái con dùng năm con mắt đó để về cái chỗ mà cái con sói mà luyện đơn ấy, nó sẽ luyện cho mọi người một cái hộp đơn giúp mọi người tăng máu, mana và thể lực ba thứ, tăng rất nhiều điểm số cùng lúc. Rồi khi đánh cái con đại thạch cảm đan này thì mọi người cứ đứng từ xa để nó cua tay múa chân cho đã, rồi tí nữa nó sẽ cho mọi người đánh thôi, chứ mọi người đừng có tiến tới gần nhé. Nếu mọi người tiến tới gần thì mọi người sẽ bị ai tắm đấy, đấy. Cho nên là đứng một cái khoảng cách phải nó gọi là an toàn đấy, đứng như thế này là đẹp rồi nè, cứ đứng như thế này để cho vào cái tầm đánh của nó, vừa vào tầm đánh của nó để cho nó đánh cho nó hết mắt đi. Cái này thì mọi người dừng nhảy lên thôi, còn mọi người đứng yên thì mọi người sẽ bị dính cái làn sóng. Mình cứ đứng đợi cho đánh hết đòn đi rồi tự động tiến hành nó sẽ cho mọi người đánh rồi. Đầu đầu như nó không đánh thì mình đi khác khác rồi. Đấy, cứ đứng đợi.
gần đánh cái đá xanh nhé, đánh cái cục đá xanh là được. Nhưng mà vỡ hết cái cục đá ra thì tự động sẽ mất máu. Cứ lao và đánh mấy cục đá xanh, vỡ hết ra là xong. Kìa, cái con này, sao mình dơ đầu để là nó rút cái lại vậy? Trên thế ai chơi lại? Nó rất là trâu nha. Và người mình chỉ cẩn thận là cẩn thận cái đoạn khi mà nó yếu máu thôi. Cái lúc mà bắt đầu nó yếu máu nó sẽ đặt ra cái làn sóng liên tục, đó thì mọi người rất dễ bị đòn mà đi luôn ấy, nên lúc đó thì mọi người cứ hóa con người đá để mà nó chặn bớt cái lượng sát thương luôn. Chứ nếu như mà né không ấy, thì nó phải nói là hơi bị khó tí. Để không mất thời gian thì khi mà nó yếu máu ấy, thì mọi người có hóa con người đá là được. Bắt đầu sẽ tạo được con đường người đi lên. Mình thì suýt ngủm. Nếu như là nãy mình biến thân không kịp là còn mình phải đánh lại rồi. Mà đánh lại con này thì cũng không có khó, nhưng mà đánh nó rất là lâu ấy, nên là khá là cực. Nên mọi người để ý khi mà nó yếu máu, yếu máu là ngay lập tức biến hình luôn, chứ đừng có nhìn gì giống mình cả. Rồi nên đây thì mọi người sẽ lại thấy cái chú khỉ từ những cách chơi trước đến giờ. Và chúng ta chỉ gặp không gặp duy nhất con khỉ này ở chấp trên năm thôi. Và đây là con khỉ mà đã khi mà Tôn Ngộ Không còn nhỏ ấy, khi Tôn Ngộ Không từ cái trứng đá mà nứt ra ấy, thì con khỉ này chính là cái con mà dẫn Tôn Ngộ Không về đàn và giới thiệu với đàn. Nó thì giống như là một người cha nuôi hay mẹ nuôi gì của Tôn Ngộ Không này. Kiểu từ lúc mà Tôn Ngộ Không vừa đẻ ra là nó đã kiểu làm quen và dắt Tôn Ngộ Không về với lại bầy của Hoa Quả Sơn, và chính nhìn thấy Tôn Ngộ Không thành Tề Thiên Đại Thánh rồi đi thỉnh trên kinh rồi thành đấu chiến thắng Phật cái kiểu. Cho đến khi Đại Thánh ngã xuống thì bắt đầu đi kiếm mấy cái viên cẩm đan này nè để có thể giúp cho Tôn Ngộ Không được hồi sinh. Ok, và khi mà nó thấy được thiên mệnh nhân rồi, nó nhìn thấy giống như là kiểu Tôn Ngộ Không vậy, cho nên là nó quyết định là đưa cho Tôn Ngộ Không cái viên cẩm đan vừa rồi để kiểu là mình có thể hoàn thành được ước nguyện của nó. Con này lại chui xuống dưới đất để mà hút sinh khí trời đất. Cho nên mọi người nhìn xung quanh mọi thứ đều cằn cỗi cả, tại vì do con này nó hút hết sinh khí rồi, cho nên là xung quanh rất chi là cằn cỗi. Rồi khi có cái này rồi thì mọi người cứ quay về cái thôn của ông lão rồng nhé. Ok, khi mọi người quay về đây thì mọi người đến nói chuyện với lại cái con luyện đơn ấy, con sói luyện đơn này nè. À, nó sẽ luyện cho mọi người. Luyện ngũ hổ.
本是佛门虚幻之说，好汉竟能破虚得实，不知能否让小神练上一番？ 内敛承担，外敛惩罚。天地万物皆炉鼎，唯有上品得我心。哎，cường hóa gần như là tất cả những thuộc tính tăng lên một chút xíu ấy. Ok, sau khi xong boss thì chúng ta bay ra ngoài thôi. Và chuẩn bị chúng ta đi lấy gậy như ý Tôn Ngộ Không nè. Thế là chúng ta tròn 5 món Tôn Ngộ Không. Xin lỗi mọi người, mình mới vừa uống nước cho nên là mình bay cắm mặt vào tường ấy. Từ cái khúc này thì mọi người cứ bay thẳng tới đây cái động của Hoa Quả Sơn nè, mình quên mất tên rồi, cái này Thủy Liêm Động gì đúng không nhỉ? Đúng rồi, Thủy Liêm Động, đây là trụ sở chính của Tôn Ngộ Không. Rồi, mọi người đi lên trên đây nhảy xuyên qua thác nước và tiến vào trong động. Ok, ở đây phải nói là phong cảnh thác nước rất đẹp. Chỗ này mình thấy là chapter 6 là nơi đẹp nhất trong những chapter mà chúng ta đã đi qua. Và kia là Như Ý Kim Cô Bổng. Cây gậy này vẫn nằm ở ngay đây, chờ Tôn Ngộ Không trở về. Và lúc này thì chúng ta nên mặc full bộ và cho nó ngầu. Ok, đi lấy gậy mà đi mặc đồ âm binh thì không có được. Chúng ta phải mặc đúng bộ thì nó mới đẹp. Ok, còn vào đạn cutscene thôi.自从西行之后，我许久没来过此处了。不想，还是这模样。当年他在这座上，还压着我给他磕头呢。原来擦。
这个猴子藏在这里了，果然，连观音都说那猴子一毛不拔，这东西必然也是留给猴子猴孙的。总之，还是你来试试吧。 这东西便不再有退路。你这模样，倒是与师兄一般无二了。贤侄如今披挂齐整，兵器凶横，速速上山，让我看看那老猴子弄个什么把戏。OK， 我已经猜到 chúng ta đã có như ý kim cô bổng. Rồi, chúng ta nhìn chỗ này lần cuối trước khi đi nè. Và cuộc hành trình của chúng ta đến đây gần như là sắp kết thúc rồi. Và nhưng mà trước khi kết thúc thì chúng ta cần đánh một con boss để có thể thực sự lấy Chu Endin, một cái kết phải nói là trọn vẹn nhất hiện tại. Thì chúng ta phải đánh Nhị Lan Thần. Chúng ta đã có thể đánh Nhị Lan Thần ở sau khi chúng ta hoàn thành xong chapter 5 mẹ. Nhưng mà tại sao là mình đến đây thì mình mới có bắt đầu đánh Nhị Lan Thần? Là để đến đây thì mọi người có đầy đủ hết tất cả những trang bị của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, bao gồm bộ giáp và gậy Như Ý. Thì lúc này mọi người có thể đến đánh Nhị Lan Thần bằng full bộ như thế này, để mọi người có thể trải nghiệm đầy đủ những chiêu thức, những cái sự gọi là hoa mỹ, những cái gì mà Nhị Lan Thần múa cho mọi người xem. Đó gọi là hành. Mọi người có thể trải nghiệm một chút xíu hành trước khi tiến tới phần cuối cùng của game. Thì Nhị Lan Thần là con boss được đánh giá là khó nhất trong tất cả những cái con boss mà chúng ta từ chơi game từ đó đến giờ. Thì nó có những cái lối đánh phải nói là liên tục và múa rất là kinh. Thì mọi người có thể dùng full bộ này để mà trải nghiệm đánh Nhị Lan Thần một cách trọn vẹn nhất trước khi vào cái hướng dẫn đánh đơn giản nhất của mình. Và mình có một video hướng dẫn cách đánh rất đơn giản, mong mọi người ủng hộ một view. Okay. Sau khi hoàn thành xong hết tất cả những series ending của tất cả các chapter thì tập đi đặt đứng ở đây đợi chúng ta đến và tới chuyện. Có vị cố nhân đã chờ bạn lâu rồi. Cơ hội đã đến. 这最后一幅画便是答案。去吧，这个故事没人比他看得更清楚。
đường đi đến boss thì khá là kiểu bình thường thôi, không có con quái đâu cả. Chỉ có núi non hùng vĩ và khu này phải nói là có một cái view rất là đẹp. Mọi người có thể đứng đây để mà nhìn ngắm view một chút xíu trước khi vào đối mặt với một con boss. Phải nói là khó với game này. Rồi, đến đây thì chúng ta chuẩn bị vào đối đầu với lại con boss. Thì ở chapter, sau khi kết thúc chapter 5 ấy, thì mọi người đã có thể dịch chuyển đến đây để mà có thể đánh nhị lang thần rồi. Không cần phải full bộ này để làm gì cả. Chúng ta chỉ cần đơn giản là có bộ full bộ của sau khi hoàn thành chapter 3 ấy, thì chúng ta sẽ được cái bộ hồ pháp bảo và nguyên khí tinh phách. Thì mọi người cứ trang bị cái bộ đấy vào mà đánh boss thôi. Khi mọi người đánh thì có thể hồi được pháp bảo, đó chính là quạt ba tiêu. Và nhị lang thần cũng có thể được bị đóng băng ấy. Nhị lang thần vẫn bị đóng băng, nhưng mà dưới 50% máu thì nhị lang thần không còn đóng băng được nữa. Vẫn còn bị đóng băng nhưng mà chỉ số kháng băng khá là cao. Và chúng ta dùng con dơi băng này đóng băng rất là ít. Khi mà hồi con dơi băng này, lúc đó là chỉ số băng tích nó không còn nữa. Nên là mọi người chỉ có thể sử dụng quạt ba tiêu và cái bình hồ lô giúp tăng nguyên khí thôi. Chân xin vạn khổ chuyển đến đây, chẳng biết không phải là để tôi. Và để chi tiết hơn về cái cách mà đánh nhị lang, thì mình sẽ để một cái link dưới phần mô tả cách đánh nhị lang đơn giản nhất. Thì mọi người có thể tham khảo khi mà xuống phần mô tả mình xem. Cảm ơn mọi người. 我杀不了那只猴子，没人杀得了，除了他自己。后来我才明白，也许那是唯一的办法。他没得选，我也没有。 OK, trước tiên thì mọi người sử dụng mình pháp bảo là quạt ba tiêu. Đấy. Sau đó là uống thuốc mà mọi người có và những người cần. Và mọi người lúc này mọi người gồng điểm côn. Và gồng đúng 3 điểm thì mọi người đập gì đến thần đập tới không. Cần phải qua lớp giáp tại vì pháp bảo đã phá giáp rồi. Và lúc này thì đóng băng thì vẫn còn rất là thoải mái tại vì trên 50 điểm nào. Hôm nay côn đúng có điểm côn thì mọi người dùng thương đập luôn rồi. Cái này là đã qua được tay đầu tiên. Và mình đang dùng chạy ở chấp tên năng, không cần đi quá mạnh luôn. Chỉ cần như thế này thôi là được. Đây, đây là mình nghĩ cho cái này sống vừa rồi. Để dùng pháp bảo. Mọi người cứ hô gậy. Thấy tập quay chúng ta lại đóng băng và tiến phát tiếp và lao vào xe côn. Xe côn để có thể hồi tiến phát và pháp bảo. Thử cách rồi chúng ta đông đặt. Rồi, đang xe 2 nào. Cái chứ hấu thần, cũng liên hồ hoan xí. Thằng nhiên, ta bị giá trị trả nhau thầy. Đâu cần phủ tụ. 枪刺剑气，毫发无伤。如今，那就用自己换了你来。Rồi, nhị lang thần khi mà sang với hai sẽ có cái trò gọi là phi kiếm, chứ đương nhiên mình chỗ sang côn là được. Không phục thù. Tụi mình đang thi để né trên các cú. Quen rồi có thể né được. Nó sẽ hơi khó né một chút. Hãy lúc này mọi người cứ để cho nhị thần phá hết giáp rồi có động tác để thẳng vào máu. Đấy, bây giờ là dưới 50% máu thì nhị thần không bị đóng băng thì chỉ có thể sử dụng tinh thần để mà hồi lại những chiến từ pháp bảo và tục phát thôi. Nhân sinh ý niệm kiếm tiếp này ngoài cô thiên địa chi chi ở này thì mọi người cứ bị ăn đòn thì sẽ nhớ được thông minh. Mình cũng nghe thời gian rất nhiều.
lúc này do kiểu không còn phép gì nữa nên chúng ta sẽ biến một con người đá. Khi biến người đá như thế này thì người ta sẽ dập đầu liên tục để mà đánh Nhị Lan. Chỉ có duy nhất con người đá này là Nhị Lan không hóa thành một con chim hay là một con hổ để mà phá cái biến hình của người thôi. Tại vì Nhị Lan rất kinh thường người đá này, kiểu cảm giác như là nó vô dụng ấy. Nó không có gọi là chuyện có thể tiêu diệt Nhị Lan. Mà nó là cái điểm yếu duy nhất đó chính là kinh địch. Nhị Lan đã kinh địch khi mà đã để cho chúng ta phá được một chút giáp. Đấy, xây côn giải phá giáp nha. Rồi, tốc đạo hồi rồi nè. Bây giờ nếu như Nhị Lan hồi đại giáp, ta sẽ tốc đạo. Tại vì dùng cái này mất công tí nữa lấy giáp này và mất đạo này. Rồi, thu lại. Có thể có thêm nhiều lần quạt gió với lại kinh khách hơn để cho người dễ thấy, sẽ cố gắng làm nhiều lần hơn. Đấy, khi mà có giá thì lại sử dụng pháp bảo tiếp. Cái lối chơi này nó sẽ hộ pháp bảo liên tục, đừng có đánh cái này hành động nhé. Kiểu Nhị Lan sẽ dùng chiêu đánh chải, lúc đó mọi người chỉ có lỗ thôi. Sao ta? Rồi, lúc này mình sẽ uống một lần nhiều hồ lô và hồ thông bảo thì cũng thấp. Tại vì hồ lô mình dụ mình đang uống thì nó hồi rất nhiều. Thế mình lại tiếp tục xài quạt gió tiếp. Đây là chuyện ngán cuối cùng. Nếu như mọi người không còn cách học nữa thì có thể uống hồ lô để mà hồi lô. Rồi, và thế là xong. Thank you.
仇吧。 听见人讲说，这妖精应有其人。我老孙比那王位还高千倍，他敬之如父母，视之如神明。你怎么说出唯独？老如来方便，把松骨咒念一念。跪下这个金箍，交还如来，放我还俗去吧。大肆圣旨，怪我看了看三百八十怪，让何罪？小金子都急。那怪说有些认得。 想必不是凡间的怪，多是天上来的精。好，大家散花。看你的口音，这就摘下来，给你看看。是，太阳。 我前众兄弟一路视你，就是为了这一刻。难以然后，直到今日，我才明白：一世名锁不住的，一道孤困不住的，以肉身之死换一年永续。但愿你。 不会辜负的，我心结已解，你的路才刚开始。 若他能从那幅画中出来，这天命又该作何说法？<笑>我不过是个卖卦之人，卦象如何，天命便如何。未来之所以是未来。 在于未定，未定之事。
天也难算，天命即因果，前因既定，谁也逃不脱后果。我算不出来，无非前因知道的还不够多。哎，嗯，这世上竟有先生算不出来的事情，好事，好事。 Trận đánh phải nói là long trời lở đất, thì cuối cùng chúng ta cũng hiểu ra rằng đó chính là cuộc hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi. Là sau này nhà phát hành game sẽ cho chúng ta thêm những cái phần DLC, sẽ cho chúng ta thêm cuộc hành trình nữa, và đó sẽ là một cái kết, gọi như là cái kết mở. Sau khi hoàn thành thì mọi người sẽ được một phép biến hình, thì phép biến hình này sẽ biến hình thành cái con khỉ đá vừa rồi mà chúng ta được chiêm ngưỡng cái trận đánh long trời lở đất khi nãy. Và điều quan trọng hơn đó chính là, ôi trời, sao mình lở đất ở đây thế này, chúng ta sẽ được đây, cây giáo của Nhị Lan, một cây vũ khí rất là mạnh khi mà kết hợp với lại phép cấm thuật, là phép mà cấm hết tất cả những pháp thuật nhưng mà tăng rất nhiều sát thương ấy. Và mình thì thực sự rất là thích cái cây này. Ok, chúng ta quay về đây và tiếp tục cuộc hành trình nữa không? Quả sơn sau khi đánh bại Nhị Lan Thần thôi. Sau khi đánh bại Nhị Lan Thần, chúng ta sẽ tiến tới phần cuối cùng của em. Ending. Và lúc này thì không còn vật phẩm gì để mà mọi người có thể lấy được nữa, là chỉ còn trận đánh cuối cùng của boss mà thôi. Cái khả năng lóc phá kẻ thù rồi cái thế đánh của cái thế tung độ không như thế này thì nó sẽ có độ theo kiểu hai và một lần đánh thường rồi có đánh mạnh sẽ khác nhau rất là nhiều, là mọi người có thể thử một và hai rồi lại đánh mạnh. Và nó còn có thể kiểu ném côn nữa nhé, còn có một clip ném côn nữa, có thể tham khảo qua cách ném côn của Ngũ Phong. Ném côn như trang như là boss cuối của Ngũ Phong luôn. Giới sẽ biến thành lợn và ủi thương binh dạng tướng bay xuống dưới vực, nhưng mà có một số con lại không bay xuống nên chúng ta phải tiếp tục đánh tiếp. Yeah.
4 điểm côn này thật sự rất là đẹp mắt luôn. Đó. Nó là 5 điểm côn luôn. Ở đây thì thiên binh nhị tướng thôi. Để sử dụng quân bộ như thế này mà chắc chắn mọi người sẽ sử dụng quân bộ, tại vì nó là cái đặc sắc nhất khi mà mọi người chơi đến đây mà. Và cái thế đánh này chỉ có thể sử dụng ở Hoang Quả Sơn chapter 6 rồi thôi, và đến khi mà mọi người có thể thu thập đầy đủ hết tất cả các căn cứ của mình không chừa bất cứ dòng nào nữa, có nghĩa là mọi người phải cộng đầy đủ hết cả dòng một căn cứ, thì có 3 dòng để mọi người cộng, thì mọi người full hết tất cả thì ở cái chapter ở cái lần chơi new game cộng phải nói là thứ tư, nếu như mọi người không bỏ qua bất cứ lần chu ending nào cả thì mọi người sẽ không bị chậm tiến độ. Và khi mọi người không bị chậm tiến độ thì đến cái lần luân hồi thứ tư ấy thì mọi người sẽ được 5 điểm tích côn nếu mọi người mặc full bộ Tôn Ngộ Không. Thì lúc đó thì con khỉ của mọi người đang chơi sẽ cất lên tiếng nói của Tôn Ngộ Không, sẽ rất là hay, và sẽ vào cái thế đánh hiện tại mọi người đang đánh. Và lúc đó thì Tôn Ngộ Không phải nói là chính thức đã được hồi sinh, thì chúng ta đã vào hình dáng của Tôn Ngộ Không. Và nghe như lúc đầu mình đã từng nói thì con khỉ của chúng ta đó chính là con cháu của Tôn Ngộ Không, thì đó chính là cái cộng long mà Tôn Ngộ Không đã dùng phép và hóa thành. Và đây đó chính là kế hoạch của Tôn Ngộ Không đã vạch ra để có thể dùng cái ý chí của mình để mà hồi sinh lại chính bản thân mình, là một phiên bản Tôn Ngộ Không chưa bao giờ được đeo vòng kim cô, một Tôn Ngộ Không không còn bị giam cầm nữa, là một người tự do thực sự. Và bây giờ đây chúng ta sẽ tiến đến để hoàn thành game, và mình mong mọi người sẽ chơi new game cộng. Bởi vì khi chơi em cái new game cộng mà mọi người chơi y như lần đầu tiên mọi người chơi ấy, thì mọi người sẽ có một số vật phẩm sẽ rất là hay ho. Những bộ giáp cũ của mọi người có thể nâng cấp thành một hình dạng mới. Và những vật phẩm khác còn rải rác ở trên đường khi mọi người luân hồi lần thứ nhất. Và lần thứ hai thì không còn như thế nữa, cho đến khi mọi người thu thập đầy đủ hết tất cả căn khí Tôn Ngộ Không mà không thiếu sót một dòng nào, thì mọi người sẽ chính thức được hồi sinh Tôn Ngộ Không. Và khi chơi đến đây thì series của chúng ta gần như là đã hoàn thành rồi. Và chỉ còn duy nhất là New Game Cộng mà thôi. New Game Cộng mọi người có thể thích thì có thể tiếp tục khám phá, còn không thì đến đây gọi là trọn vẹn rồi. Và nếu mọi người muốn full item thì mọi người cần phải farm thêm những gì mình đã hướng dẫn trước. Và sang New Game Cộng thì nó cũng chỉ ở trên đường mọi người đi thôi, cũng không có thay đổi gì nhiều cả. Cho nên là khi mà đến đây thì cảm ơn mọi người đã theo dõi mình, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình cái series hướng dẫn 100% full item này, và nó đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đến đoạn này thì mình xin tạm biệt mọi người. Ở đây thì mình không còn gì để mà hướng dẫn nữa cả, chỉ còn vào đánh boss cuối thôi. Và đây là một con boss phải nói là nó kháng tứ đại họa, và không có bất cứ cái chiêu trò nào phải nói gọi là đóng băng để mà có thể qua nó một cách dễ dàng cả. Thì mọi người có thể dùng cách đơn giản là hô gậy và đánh như bình thường, nhưng mọi người vẫn phải né thôi. Và boss đã được chỉnh sửa rất nhiều rồi, cho nên là những cái trò cũ đấy không còn tác dụng nữa. Thì đây là lúc mà mọi người sẽ trải nghiệm thực sự khi đối đầu với lại con boss cuối của game. Ok, chúc mọi người hoàn thành game một cách trọn vẹn vui vẻ nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Và chúc mọi người hoàn thành game một cách trọn vẹn và vui vẻ. Bye bye. <笑>那猴子打小就这样，捡到好东西一定要拿到手，别人不给他就抢。
这眼见变喜不择手段的臭毛病与黑熊金池又有何分别？少偷少摸要不得，学佛悟道就是大功德。哎，我看呢，差不多，都差不多。好一只泼猴，在地下成王成圣还不够，偏要跑到天上去讨个官儿做。可这天上没待几日，只因王母不请他赴宴，便怒发冲冠，恨不得把整个天宫都给拆了。哎，耳听即怒，恣意妄为，和那黄毛畜生一个德行，养不熟，养不熟啊。那时他还小，不懂事儿嘛，又没佛祖教，又没师傅带。你这老人家也忒小气，老揪住人家小时候的丑事儿不放。大了也没好到哪儿去。他从那五指山下出来后，说是懂了礼数，收了心性，扯吃裹着一泡尿就全露馅了。目无尊长，自封偶像，从来没把佛祖师父那些教诲放在心上。嗨，顽皮而已，天生本事大的人呢，骨子里都有那么点自恋，我也一样。比秀痴爱，目空一切，比起那黄眉小子的狂妄，我看也不遑多让。嚯，这不是那谁吗？叫什么夫人呢？弄得师父一怒之下把师兄赶回了老家。哎，在白狐岭他倒是狠心绝情，接连三次打碎过去的爱人，自以为从此不会再有牵挂。可你也明白，他心里根本没有放下，不然也不至于成了佛，仍要执意逃离灵山。舍长避死，多情易折。这一点他像你，还有你的那些个情人，无论身在何处，永远是孽海青天的囚徒。别臭我，老朱是慧根不够，师兄自那次后情情爱爱的消停多了。哎，八戒，啊，仔细看看，这里很多你的好朋友。哎，酒肉一场，算不得朋友。酒肉朋友也是朋友。哼，你说是就是吧。这几个老兄弟似乎没得一个善终啊。是啊，古往今来的奇才异能之事何其之多，但真正成就不朽功业的寥寥无几，你们可知为何？世道不公。世道从来不公。运气不好。运气只是强者的谦词。那只能是没我老朱英俊了。因为空有天赋，不思进取，小富即安，沉迷享乐，想安逸又想名利，想快意江湖又想成佛做祖，哪有这样的好事？身本多忧，怎可全求？牛魔王如此，孙悟空也如此。有天命的眷顾，更需有斩断私心凡念的觉悟。你可记好了。啊，老侯，这不能是师兄的回忆啊，你又弄鬼哄我们。哎，
今六根还缺一根，阿杰，是哪一根？眼耳鼻舌身意，意是意。你方才看到了什么？我们仨，那就是最后一根。哦，我懂了，是你。我一早就猜疑，敢问你才是大师兄的意，难怪一路引导我们。不是我，是他。什么鬼话？你说他是大师兄啊？是，也不是。我说你这个老胡子，都到这儿了，还含含糊糊卖什么关子？唉，大圣死后，六根中有五根存留下来，被几个妖王分去，唯独一没了。意为六根之首，是每个生命独一无二的本质。正因如此，它注定会随着生命的逝去而陨灭。等等，你说大师兄死透了，活不回来了？你个老东西，一直在骗我们！你的大师兄绝无可能复生了，但他的根本并没有消失，天地也自会再生出一个合适的后辈，把那根本连同名号一起传下去。这天选的后辈，便是天命人。你原是无名之人，却在集齐六根的途中，斗了重重艰险，战了许多强者，淬炼出了足以配得上那份力量的刚强意志。你是说，让这小猴子顶替我师兄，他配吗？孙悟空早就死了。八戒，你心里明白，你那师兄从来没那么圆满。孙悟空既已不在，当接过这名号的人，或者是他。到了，后面我们不便再送，你需独自过去。孙悟空死后留下了一具六根全无的残破苦衬，纵然多年过去，那残躯仍有天然灵性，能感应自己生前的气息。你若真是天命所归，便去亲手将这具不生不灭、无魂无魄的僵尸除去，从此六根合一，稀有重续。不成不成啊！太医上木木出出的，我不放心，我同他一起去。这个地方本就是悟空死后残留的执念所化，这返本还原的最后一关，只有靠他自己，你我帮不上忙。不信，你看，小猴子，好侄子，打不过就跑，悟空的名头，咱不要也罢。Thank you.
你们一定都听过关于他的故事。有人说他帮唐僧取到了真经，封了斗战胜佛，从此留在了灵山。也有人说那个成佛的根本不是他，真正的他早就死在了西行路上。还有人说西游从来都没有发生过，他只不过是说书人杜撰的一只猴子。但我要讲的故事你们一定没有听过。成了佛又如何？那道箍一直都在你头上。张开你的口眼，我这就摘下来给你看。孙悟空，汝因大闹天宫，无以甚深法力，压在五行山下，幸天灾满足，归于释教。且习汝隐恶扬善，在途中炼魔降怪有功，全忠全实，加升大成正果，汝为斗战胜佛。那厮触犯了上天，玉帝立此三誓，只等击闲了米尽、狗舔的面尽、灯燎断锁挺，那方才该下雨嘞。
这回我们一起打上凌霄宝殿。